ra được bao bọc nhưng lớn không bóp cày bao giá. Thế giới này bao la và công nhận bạn có tài mà. Bao nhiêu lần đi á, bạn cứ bảo biện bạn bận qua, bao che sự nhút nhát xong lại tự thù mình ở nhà. Muốn đẹp trai tôi rủ bạn thuê PT tập gym. Bạn kêu thôi hơi ngại đám đông nhưng story share toàn meme. Chơi game căng đét xong comment trên bàn phím. Nhưng ngoài đời gặp mặt thì bạn tôi bật chế độ lặng im. Yeah, dù bạn là baccarat đá, xong sao? Bạn ra kể chuyện về đam mê. Ok. Năm sau tôi rủ bạn chặt đá, xong sao? Bạn vẫn kể chuyện về đam mê. Kể chuyện đam mê chỉ để sướng cái mồm rồi về nhà nằm giường tưởng tượng mới chán. Giá của bạn như nào thì đầu tiên phải đừng nói giá như xong đi kêu than. Treo tôi những ngày highlight xong rồi đi đá pest tàn gái mới gọi là kinh nghiệm. Nghe lời Nike cứ làm đi, nếu bạn vui thì bạn nên ưu tiên. Bạn ơi, cùng ra ngoài chơi, vì bao điều vui điều hay đang chờ. Đi lời ta bạn yêu đừng sợ chơi, nghỉ ngơi, yeah hát rồi lại chơi. Cuộc sống còn ba cánh hay đang đợi, đi để thấy thế giới tuyệt vời. Vì niềm vui tạo nên tự động, mọi thứ đều là do mình lựa chọn. Không thể ở mãi trong vùng an toàn, vẫn phải giữ luôn đến với những người can đảm. Muốn biết bơi được dòng nước đấy, ta lại lao thẳng vào. Đây là điều các cụ vừa luôn căn dặn, dám làm mà ta ngang tàng. Đứng đâu có một thế hệ dạ sắt và gan vàng. No cap, tôi gas vàng, đi ngủ sẽ là mai chỉ bạc và sẵn sàng. Đi, bạn ơi, cùng ra ngoài chơi, vì bao điều vui điều hay đang chờ. Tin lời ta bạn yêu đừng sợ chơi, nghỉ ngơi, yeah hustle lại chơi. Cuộc sống còn ba cánh hay đang đợi, đi để thấy thế giới.